Làm sao biết có kiếp trước, kiếp sau? Đa số con người đều rơi vào hai loại chấp. Thứ nhất, chấp thường, tin rằng sau khi chết thì linh hồn còn hoài, hoặc xuống địa ngục bị trừng phạt đời đời, hoặc lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Trong trường hợp này, họ vô tình chấp nhận là có kiếp sau. Thứ hai, chấp đoạn, tin rằng sau khi chết là hết, không còn gì hết. Đối với hai hạng người chấp như trên thì rất khó nói cho họ hiểu, bởi vì trong tâm của họ đã đóng khung và tin chắc như vậy rồi, giống như một cái ly úp ngược thì dù cố gắng đổ bao nhiêu nước cũng không vào được. Vì không có thiên nhãn hay thần nhãn nên chúng ta có thể tạm dùng lý trí mà suy luận ra. Hãy lấy thí dụ, làm sao biết được có vi trùng, vi khuẩn? Mắt thường làm sao thấy được? Nếu mắt không thấy thì làm sao lại tin là có? Đa số đều tin có vi trùng, kể cả những trẻ nhỏ mới biết đọc, biết viết. Người thường như chúng ta không trông thấy vi trùng, nhưng các bác sĩ, các nhà bác học với kính hiển vi, họ có thể thấy vi trùng một cách rõ ràng. Và đối với họ, có vi trùng là một sự thật hiển nhiên, chứ không còn là một niềm tin nữa. Khi chúng ta bị bệnh đi nhà thương, nghe bác sĩ nói ta bị nhiễm vi trùng này, vi trùng kia, là chúng ta tin liền. Tại sao không thấy mà tin? Bởi vì do suy luận hợp lý mà tin. Ta tin bác sĩ là người có học thức đàng hoàng, khổ nhọc nghiên cứu học hỏi, trên dưới 10 năm mới ra trường. Hơn nữa, ông ta hơi đâu mà đi lừa ta làm gì? Ông ta nói vi trùng nào cũng được, miễn sao cho ta thuốc uống hết bệnh là được rồi. Tại sao mắt ta không thấy vi trùng mà vẫn tin? Tại sao ta không biết trong thuốc có những hóa chất gì mà lại tin là uống vào sẽ hết bệnh? Nếu ta muốn thấy tận mắt vi trùng thì phải vào cái phòng thí nghiệm, dí mắt vào ống kính hiển vi. Nếu ta muốn biết những hóa chất của thuốc này thì phải chịu khó vào đại học vài năm để học y khoa hay dược khoa thì mới biết được những hóa chất hay dược liệu làm ra thuốc tây là gì, có công năng gì, do những phản ứng hóa học nào tạo ra, vân vân. Cũng vậy, nếu muốn thấy được kiếp trước hay kiếp sau thì ta cũng phải chịu khó tu tập thiền định để chứng được thiên nhãn thông hoặc túc mạng thông. Đức Phật nhờ tu hành đắc đạo nên có thiên nhãn thông, túc mạng thông, thấy được vô số kiếp quá khứ của mình và của người khác, giống như người có máy video thâu được hình ảnh của mình và của người. Điều cần nhấn mạnh là những đệ tử của Ngài cũng chứng được và thấy được kiếp trước của mình. Đức Phật là bậc giác ngộ, đệ tử của Ngài là những bậc thánh tăng A-la-hán, không còn phiền não ô nhiễm, đều chứng được thiên nhãn thông và túc mạng thông. Là Phật tử, tuy nhục nhãn còn bị che lấp bởi vô minh phiền não, nhưng chúng ta vẫn có thể tin lời các Ngài là có kiếp trước, kiếp sau, giống như chúng ta tin bác sĩ nói có vi trùng vậy. Tại sao chúng ta không thấy được ngày hôm qua mà lại tin là có ngày hôm qua? Ta biết được có ngày hôm qua là nhờ ký ức. Qua một đêm ngủ, thời gian không đủ dài để xóa mờ trí nhớ nên ta mới nhớ lại được. Nhưng làm sao ta nhớ lại được chính xác ta đã làm gì, nói gì, đi đâu với ai, chỗ nào 10 hay 20 năm về trước? Nếu không nhớ nổi việc cũ ngay trong kiếp này thì qua một lần chết và tái sinh, trải qua một thân ngũ uẩn khác, ví như một màn sương mù dày đặc, làm sao ta có thể nhớ lại được kiếp trước? Một người bị mổ tim hay mổ ốc, bị chích thuốc mê, sau khi tỉnh dậy, nhiều khi phải mất vài ngày mới hoàn hồn nhớ lại được mình là ai, đang ở đâu. Chưa kể những người bị bệnh Alzheimer, hoàn toàn mất hết trí nhớ. Đối với những người này thì ngày hôm qua còn không có, huống chi năm trước hay kiếp trước. Với kỹ thuật văn minh hiện đại, chúng ta có thể chụp hình với máy ảnh hoặc thu hình với máy video. Những gì chúng ta đã chụp hoặc thu hình từ 10 năm trước, hôm nay tuy không thấy, không nhớ, nhưng nếu cần thì chúng ta vẫn có thể lấy ra xem lại được, vì tất cả hình ảnh đã được thu vào băng video. Cũng vậy, tất cả những gì chúng ta đã làm, đã sống đều được thu vào tâm thức. Tâm thức là một kho tàng chứa tất cả những kiếp sống của ta, trong duy thức học gọi là tàng thức hay a lại gia thức. Người nào có khả năng
đi vào vùng sâu thẳm của tâm, tức là tàng thức, thì có thể thấy lại hết những kiếp sống quá khứ của mình. Muốn đạt được khả năng này thì phải tu tập thiền định, hoặc ngày nay với phương pháp thôi miên, tức là hypnotism, người ta có thể trở lui về quá khứ hoặc kiếp này, hoặc nhiều lắm là một vài kiếp trước, như trường hợp của ông Edgar Cayce. Chuyện tin có kiếp trước là một chuyện hiển nhiên đối với người dân Tây Tạng, bởi vì các lạc ma cao cấp sau khi chết và tái sinh, các ngài đều nhớ được kiếp trước của mình, đã từng là ai, ở đâu, sống trong tu viện nào và nhận diện ra các đệ tử cũ của mình. Chúng ta không thấy và không biết được có kiếp trước chỉ vì tâm thức của chúng ta chưa được học hỏi, tu tập và phát triển. Khoa học ngày nay cho biết là con người mới chỉ sử dụng được 10% bộ óc của mình mà thôi, còn lại 90% kia chưa được khai thác và biết đến. Vì vậy, một người thông minh nên có tinh thần cởi mở để học hỏi và khám phá ra những điều mới lạ, thay vì cố chấp, khép tâm lại, chỉ tin những gì mắt thấy, tai nghe, sờ, mó được. Tiếp độ người chết. Có ba giai đoạn: gần chết, lúc chết và sau khi chết. Giai đoạn thứ nhất, gần chết. Khi thấy người thân sắp chết do bị bệnh hoặc già hoặc tai nạn, vân vân, người nhà cần phải ở gần bên an ủi bốn điều chính giúp cho họ. Thứ nhất, đừng sợ chết, vì làm người ai cũng phải chết, và chết không phải là hết, đó chỉ là lìa bỏ cái thân mục nát này mà thôi. Thứ hai, sanh tâm lìa bỏ, nhàm chán thân tứ đại. Thân tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa, và xem nó như cái áo cũ rách. Thứ ba, sanh tâm lìa bỏ, không quyến luyến gia đình, quyến thuộc. Thứ tư, phát tâm nương cầu nơi Đức Phật A-di-đà và cảnh cực lạc. Lúc này, trong gia đình nên giữ thanh tịnh, không nên ồn ào náo nhiệt hay cãi vã tranh chấp, để cho tâm hồn người hấp hối được yên tâm ra đi. Giai đoạn 2, trong lúc chết. Khi người bệnh bắt đầu mê man bất tỉnh, chân tay lạnh dần, đó chính là dấu hiệu của sự chết. Lúc này, bà con quyến thuộc không nên khóc than hay gào thét. Làm như vậy chỉ bận tâm người chết, không được ích lợi gì, mà có thể làm hại là đằng khác. Cách tốt hơn hết là bắt đầu tụng một thời kinh tịnh độ hoặc cầu siêu. Đến chỗ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì niệm nhiều và lâu, cho đến khi người bệnh hoàn toàn tắt thở thì tụng nốt phần cuối của kinh. Trong lúc tụng kinh, tất cả người nhà phải thành tâm cầu nguyện Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn người chết được vãng sanh cực lạc. Sau thời kinh chính, người nhà hãy luân phiên niệm Phật thêm khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian này không nên đụng đậy hay xê dịch thân thể, như dọn dẹp mền nệm, chùi rửa, thay đổi áo quần. Sau khoảng ít nhất là 6 tiếng hãy tắm rửa thân thể, nhưng không bắt buộc, thay đổi áo quần và nhập liệm. Nếu muốn thay đổi quần áo mà thân thể người chết co quắp hoặc cứng đơ, thì ta có thể xoa và chà alcohol hay dầu nóng vào các khớp xương thì nó sẽ mềm ra. Nếu xúc chạm thân thể quá sớm, khi thần thức người chết chưa hoàn toàn rời khỏi thân, họ có thể bị xúc động và cảm thọ sự đau đớn. Nhân đó mà sinh ra sân hận, có thể đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Giai đoạn thứ ba, sau khi chết. Sau khi thân thể đã hoàn toàn cứng lạnh, thần thức coi như đã rời khỏi thân xác, giai đoạn này gọi là sau khi chết. Người chết nếu chưa được giải thoát thì phần nhiều phải trải qua một trạng thái tối tăm mờ mịt trong một thời gian khoảng 3 đến 4 ngày, rồi sau đó mới có cảm giác minh mẫn trở lại. Khi đó họ bắt đầu bước vào cảnh giới trung ấm, là giai đoạn giữa sự chết và đầu thai, và mang một cái thân gọi là thân trung ấm. Thời gian sống của thân trung ấm có thể kéo dài nhiều nhất là 49 ngày kể từ khi mới chết.
Thông thường, người chết khi thần thức đã rời khỏi thân thường hay mê muội, nên cứ đắn đo tự hỏi: ta đã chết hay chưa chết? Ở trong trạng thái mơ mơ màng màng này, họ thấy được người thân và gia đình quyến thuộc, mỗi mỗi đều hiện ra trước mắt, nhưng mờ ảo, giống như cảnh trong mộng. Trong cảnh giới trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày là thân trung ấm lại chết đi, sống lại, mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, bị gió nghiệp thổi đi đây đi đó một cách bất định. Trước mắt thường hiện ra những cảnh thiện, ác, sung sướng hay rùng rợn, tùy theo nghiệp đã tạo trong lúc còn sống. Đặc biệt là bất cứ đang ở đâu, hễ nghe gọi đến tên mình là thân trung ấm, tức là thần thức, liền trở về nhanh như chớp mắt. Do đó, người nhà trong vòng 3 ngày đầu, khi thi hài còn để ở nhà, nên luân phiên nhau, mỗi ngày tụng một thời kinh, tịnh độ hoặc cầu siêu, và thường xuyên niệm Phật ở gần người chết. Lại nữa, lâu lâu ngồi gần bên gọi tên người chết, khuyên nhủ, nhắc nhở họ 4 điều. Thứ nhất, lìa bỏ nhàm chán thân tứ đại, xướng tên người quá cố. Nghe đây, đừng luyến tiếc cái thân này nữa, vì thân này là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Có thân nên có già, bệnh, chết. Vì thân này mà lúc sống đã làm nhiều điều ác. Do đó, không nên luyến tiếc thân này nữa. Dù có luyến tiếc cũng không được, vì bây giờ nó đang hư thối, mục nát, không thể dùng được. Thứ hai, lìa bỏ gia đình, thân thuộc, xướng tên người quá cố. Nghe đây, không nên luyến ái, thương tiếc bà con, bạn bè. Vì dù có muốn trở lại được sắc thân tứ đại, thì đó chẳng qua là trở lại để chịu khổ, sanh, tử, luân hồi. Dù có trở lại đi nữa, cũng không thể gặp lại bà con quyến thuộc, vì sẽ phải mang một xác thân khác. Vậy, phải nên dẹp bỏ ý muốn được sống trở lại. Hãy nên yên lòng niệm Phật Di Đà, cầu Ngài cứu độ cho. Thứ ba, tất cả cảnh giới đang thấy đều là giả, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đang nhìn thấy, dù sung sướng hay ghê rợn, đều là giả, là ảo ảnh. Đừng sanh tâm vui mừng chạy theo, cũng đừng sợ hãi bỏ chạy, vì nó không thể làm hại được. Lúc này ta sẽ xướng tên của người chết, nó không thể làm hại được người chết đâu. Chỉ nên nhất tâm niệm Phật, cầu Ngài đến cứu. Thứ tư, nương cầu nơi Phật A-di-đà, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đều là giả dối, đau khổ, dính mắc. Chỉ có cảnh cực lạc của Phật A-di-đà là hoàn toàn sung sướng, không bao giờ chết. Vì vậy, hãy chí tâm niệm Phật và nhớ tưởng đến Ngài, cầu Ngài đến tiếp dẫn về cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ năm, cúng thất. Trong giai đoạn trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày thì thần thức lại chết đi sống lại. Nếu có ai cúng cho ăn thì được hưởng. Bày đồ ăn mà không gọi tên thì thần thức sẽ không được hưởng. Vì thế, họ còn được gọi là hương linh, tức là linh hồn sống bằng mùi hương. Do đó, cứ sau mỗi 7 ngày thì người nhà tụng kinh triệu thỉnh hương linh về, nếu chưa đi thọ thai, để vừa ăn vừa được nghe kinh. Đồ cúng cần phải thanh tịnh, tuyệt đối không nên giết heo, bò, gà, vịt để cúng, vì nếu làm như vậy thì người chết phải bị tội thêm. Nên làm đồ chay thanh tịnh, 3 món là đủ, không cần.